Hiện nay thì Khôi đang đứng ở khu đô thị phường Vĩnh Hòa. Phía trước chúng ta là toàn bộ cảnh thành phố Nha Trang, thật sự là rất là đẹp đúng không chị? Thì phía trước Khôi là tòa nhà La Luna và bên phía tay trái xuống dưới đây là bến du thuyền. Hiện nay thì La Luna sắp hình thành có một năm mới sẽ đưa vào hoạt động. Thì toàn bộ thành phố Nha Trang đứng ở góc nhìn ở phường Vĩnh Hòa nhìn xuống thì rất là tuyệt vời. Hôm nay Khôi muốn giới thiệu cho các cô chú anh chị, đây là một trong những cái dự án biệt thự vườn đồi đang được kiều bào mình rất là quan tâm trong suốt một thời gian qua. Thì Khôi xin mời các anh chị tham quan vào dự án này. Đây là một biệt thự sắp đã được bàn giao trong vòng khoảng cỡ là 3 tháng nay. Xin mời anh chị tham quan một số thì hiện nay giá bán ở đây chỉ dao động từ khoảng cỡ 25 triệu cho tới khoảng cỡ là 28 triệu một mét vuông thôi. Đây là một cơ hội rất tốt để các kiều bào mình có mong muốn là về đây sinh sống thì sẽ được hưởng một môi trường rất là trong lành, lại thoải mái. Từ vị trí Khôi có thể ngắm được toàn cảnh biển của mình. Rồi. Dự án này nằm ngay chỗ vị trí là trên núi Cô Tiên. Đây là một dự án mà rất là nhiều khách hàng của mình là chưa biết tới, cho dù trong quá trình Khôi làm việc thì rất nhiều kiều bào của mình rất quan tâm, có thể là mong muốn về ở thành phố Nha Trang xinh đẹp của mình, có một mảnh đất có thể an cư ở đây. Thì đây là một cơ hội rất tốt cho những kiều bào mình quan tâm vào dự án này. Thì Khôi xin mời các kiều bào mình tham quan một chút về dự án này. Đây là một số căn đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Đối với những gia phát triển như ở Thái Lan hay là ở Chile thì một căn biệt thự vườn đầu này giá nó không dưới 2 triệu đô tới 3 triệu đô. Đang trong quá trình hoàn thiện và một số căn ở trên đang được quá trình để bàn giao. Một dự án rất là thú vị đúng không ạ? Hy vọng rằng đây sẽ là một trong những là điểm sáng để khách hàng kiều bào mình có thể mạnh dạn đầu tư vào dự án thành phố Nha Trang. Khôi tin chắc chắn đây là một sự lựa chọn đúng đắn đối với những khách hàng đang quan tâm tới dự án những biệt thự biển hay biệt thự ven biển, thì đây là cơ hội rất tốt để anh chị có thể đi tắt đống đầu đầu tư vào dự án này. Tất cả thông tin vào dự án này anh chị cứ liên hệ với lại Khôi để có thể cung cấp thêm thông tin cho anh chị. Chúc anh chị một ngày thật vui vẻ và nhiều hạnh phúc ạ.